quay cho anh nhá. Góc này, đây là đằng cam thường. Góc này, không vấn đề gì. Góc này, không vấn đề gì nhá. Đây nhá, đây cam thường nhá. Màn hình bụi bẩn này, và anh lau giúp em. Cái này cũng bụi bẩn. 144 nhá. Bật nguồn. Vẫn còn mật khẩu. Quả không để ý. Không móp mép. Không xước sát. Như này là không xước sát, không móp mép. Đây nhá. Đít. Mặt đít này thì không phải nghĩ nữa. Đây, cả cả như những cái đê cao su này. Này, góc. Ok nhá. Như máy mới luôn. Đây. Không xước sát, không mòm mẹp gì hết. Này, không có gì. Dòng này nó cảm giác như nó không có. Đấy, giờ về anh vệ sinh lại là được. Sạc dây adapter zin 7.5A 20V 150 và xuống chân chân đầy đủ. Đấy, ok nhé. Gửi cho anh. Qua test rồi nhưng quên chưa lấy mật khẩu của khách và anh cài lại. Nhấp dọc ở đây.